sao tự nhiên cậu chui vô trong đó cho dạ Sony không? Nè Sony không? Sao cậu ngốc quá vậy hả Sony không? Nè mau ra đây đi. Vậy là bây giờ cha anh sẽ làm giống y hệt mình luôn. Không biết sao tự nhiên Sonyo lại bị như vậy nữa. Cha anh ơi, cậu làm gì đó? Chị Yuka, không biết sao Sonyo tự nhiên chui vô trong kia kìa. Được.